Xin chào các bạn nha. Thưa các bạn, Khang Audio hôm nay gửi đến các bạn một cái giải pháp là ổ cắm kết hợp với lọc điện của Schaeffler 20A do Khang Audio làm. Và chúng tôi thưa với các bạn, dùng cái ổ cắm này sẽ giúp cho các bạn cải thiện được một số vấn đề rất lớn trong cái hệ thống âm thanh. Thứ nhất là nó giúp cho các bạn cắm rút nó rất chặt chẽ bởi các cái chuẩn. Ổ cắm này là chuẩn của Mỹ, chuẩn đa năng của Đức Uten. Rồi nó có bảo vệ chống chập chạm bởi Atomat, và đây là một trong những công tắc Atomat rất là cao cấp. Rồi nó cho các bạn biết được dòng rồi là vôn trong cái đồng hồ hiển thị. Và đặc biệt ở trong cái ổ cắm lọc điện này, chúng tôi có để vào đây, thiết kế vào đây một cái mạch lọc điện của hãng Schaeffler của Thụy Sĩ 20A. Cho nên là nó giúp cho các bạn dùng với tất cả các thiết bị chơi audio là thoải mái lắm. Và như các bạn nhìn thấy, hệ thống âm thanh của chúng tôi đây đang dùng cái ổ cắm Schaeffler 20A này. Ổ cắm này nó giúp cho các bạn lọc được điện sạch và ngăn tất cả các nhiễu từ trường, nhiễu radio, nhiễu cao tần từ trong cái điện gia đình của các bạn không xâm nhập vào hệ thống của các bạn ở đây, và giúp cho nền nhạc tĩnh, sạch và không có ù xì. Đặc biệt là ví dụ trong trường hợp không may có sét đánh vào hệ thống điện hạ thế của dân dụng của chúng ta thì nó cũng sẽ không thể xâm nhập vào hệ thống của các bạn được, vì trong cái mạch điện này nó có một cái cầu chì để chống sét. Ngay sau đây chúng tôi xin mời các bạn xem cái khả năng lọc điện của nó này. Thưa các bạn, như chúng các bạn biết, đây là cái ổ cắm mà chúng tôi cắm từ cái nguồn điện không qua bất cứ một thiết bị lọc nào. Và bây giờ chúng tôi có một cái máy đo cái độ ồn. Cái máy này gọi là máy đo độ nhiễu radio ở trong hệ thống điện hạ thế. Cắm vào nó sẽ kêu rất là to. Và đây là một trong những cái nhiễu thường trực ở trong hệ thống điện của các bạn. Nó kêu rất là to. Đấy, các bạn thấy không? Chúng tôi để cái volume là 9 giờ mà chúng tôi đo được ở đây là 120 decibel. Nó kêu to như này. Có tuốt mất dây rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Nó kêu to như này. Đấy. Bây giờ chúng tôi rút nó ra này. Chúng tôi cắm cái ổ cắm này vào cái nguồn điện đang có này. Và chúng tôi lại cắm cái thiết bị đo kiểm của chúng tôi vào đây để chúng tôi kiểm tra cho các bạn. Như các bạn nhìn thấy là nó không có một tiếng động nào. Như các bạn nghe thấy là không có một tiếng động nào. Và nó đọc được 100% các cái nhiễu radio ở trong hệ thống. Và đây cũng là một trong những các cái giải pháp mà chúng tôi gợi ý cho các bạn chơi audio. Đừng bỏ qua các cái thiết bị ổ cắm kết hợp lọc điện này. Cái ổ cắm kết hợp lọc điện K8 của Khang Audio làm 8 ổ cắm, 4 ổ cắm tròn dẹt, 4 ổ cắm đa năng, có tích hợp lọc điện, vỏ nhôm phay đẹp như thế này. Chúng tôi đang bán là giá là 2 triệu 500 nghìn. Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với chúng tôi nhé. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với các cái thiết bị này mà chúng tôi gợi ý. Chúng tôi bán và giao hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và nếu như trong trường hợp giao hàng hoặc là sử dụng trong cái thời gian bảo hành 1 năm đấy mà các bạn nó chẳng may nó bị hỏng hóc bất cứ một lý do gì, chúng tôi đổi mới cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hy vọng đây cũng là một trong những cái gợi ý về giải pháp chơi nguồn điện chất lượng cao trong hệ thống âm thanh của các bạn. Khang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.